chưa được gặp lại tất cả quý vị cùng các em thiếu nhi trong chương trình Nông trại vui vẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị và các em thân mến, tuần vừa qua, những người thực hiện chương trình đã một lần nữa được đến thăm Nông trại vui vẻ Nam Trạng trên địa bàn xã Phan, huyện Dương Minh Châu. Trong chuyến thăm nông trại lần này, thì những người thực hiện chương trình cũng đã may mắn được cùng với những người nông dân nhí, đó là các em học sinh của trường mẫu giáo Quảng Mỹ, huyện Tân Biên, tham gia rất nhiều những hoạt động thú vị tại nông trại này. Trong chương trình ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả cùng các em thiếu nhi cùng xem lại những hình ảnh cũng như là những trải nghiệm mà những người thực hiện chương trình cùng các nông dân nhí trường mẫu giáo Quảng Mỹ đã có được nhé. Thật bất ngờ khi những vị khách đến với nông trại vui vẻ Nam Trạng lần này lại chính là các em học sinh đang trong tuổi mẫu giáo. Các em dường như còn quá xa lạ và bỡ ngỡ với nhiều thứ, nhất là đối với những hình ảnh thân thuộc của việc đồng áng. Cũng như những người nông dân thật thụ khác, việc đầu tiên khi ra đến nông trại đó là phải dạo quanh một vòng thăm những vườn cây và những chuồng nuôi. Thử thách đầu tiên là bước qua cầu khỉ. Nhiều bé tỏ ra khá dạn dĩ, phóng ào ào một phát đã qua được đến bờ bên kia. Nhưng cũng có bé tỏ ra khá nhút nhát, phải chờ đến sự giúp sức của người lớn mới có thể vượt qua được. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cả đoàn cũng đã vượt qua được chiếc cầu khỉ đáng sợ kia. Được sự hướng dẫn của các anh hướng dẫn viên, những nông dân nhí đã được đến tham quan khu vườn dưa lưới được trồng trong nhà kính. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên các em được nhìn thấy loại cây khá mới mẻ này. Và kìa, phía trước chính là ngôi nhà của những chú dê. Từ đằng xa đã có thể nghe thấy tiếng kêu đặc trưng của chúng. Wow, không biết các em nhỏ có biết được đây là loại cây gì không? Đó chính là cây rau muống cạn, được trồng thành từng luống. Những loại cây này đã đến độ thu hoạch rồi, do đó nhiệm vụ của các nông dân nhí đó là thu hoạch những nhánh rau muống cạn này về, chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Khác với loại rau muống nước được trồng dưới nước, rau muống cạn được trồng dưới đất và cách thu hoạch cũng thật đơn giản. Chỉ cần bẻ ngang phần thân, sau đó tước sơ phần lá là có thể mang về nhà được rồi. Tuy nhiên, theo các anh hướng dẫn viên, khi bẻ rau muống thì cần phải chừa lại một đoạn ngắn phần gốc để cây có thể tiếp tục phát triển và cho thu hoạch trong mùa vụ tiếp theo. Nhìn những em nhỏ thoăn thoắt đôi tay, xem ra thử thách này cũng không phải là khó. Chẳng mấy chốc đã thu hoạch được cả giỏ đầy rau muống. Dù chưa đẹp mắt lắm, dù chưa đúng kỹ thuật lắm, nhưng xem ra cũng được 8-9 điểm, có đúng không nào? Rau đã có rồi, giờ thì phải xuống mương bắt thêm vài con cá cho bữa trưa mới được. Nhiều nông dân nhí đã mạnh dạn lao xuống mương, rồi còn nhanh miệng xin thêm các loại rổ rá để dễ dàng bắt cá hơn. Nhưng cũng có em hơi rụt rè một tí, cứ chần chừ mãi ở trên bờ mà chưa dám xuống. Cũng may là có sự động viên của các anh hướng dẫn, của các bậc phụ huynh và hơn hết là thấy những bạn của mình bắt được những con cá đầu tiên. Đây mới thật sự là động lực mạnh mẽ thôi thúc cả đoàn cùng xuống mương, quyết tâm bắt cho bằng hết những chú cá trong mương.
vị và các bạn thân mến, sau khi dạo một vòng tham quan nông trại, bây giờ cũng sẽ là lúc những nông dân nhí này chính thức bắt tay vào công việc đồng áng của mình. Và thử thách lần này sẽ là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi chương trình quý vị nhé! Ngày hôm nay, các nông dân nhí sẽ được tìm hiểu nhiều hơn về một loại bánh dân gian, cũng như thực hành những công đoạn làm nên loại bánh này, đó chính là bánh ít. Bánh ít là loại bánh được làm bằng bột nếp có nhân bên trong, thường là nhân dừa hoặc nhân đậu xanh. Bánh được gói bằng lá chuối, có dạng hình tháp. Ở miền Nam, đây là loại bánh khá phổ biến, xuất hiện nhiều trong các đám tiệc. Các em nhỏ đã được hướng dẫn cách phân chia bột, nắn bột, cho nhân vào giữa, sau đó được hướng dẫn một cách tỉ mỉ quy trình gói bánh. Xem ra, đây là công đoạn khó nhất. Các em nhỏ đã tỏ ra khá chăm chú, rồi nắn nót làm theo. Tuy vụng về, tuy chưa nhanh tay và chưa được đẹp mắt, nhưng những cái bánh ít đầu tiên do chính các em gói được như thế này cũng xứng đáng được 10 điểm, có đúng không nào? Xong xuôi cả rồi, bây giờ đem bánh đi hấp chín thôi. Sừng hấp đã được chuẩn bị sẵn, bốc hơi nghi ngút. Bỏ bánh vào, đóng nắp lại và chờ 30 phút là có bánh ăn rồi. Trong khi chờ đợi, các em thiếu nhi tiếp tục được đến với một loại bánh dân gian đặc trưng khác, đó chính là bánh khọt. Một loại bánh khá giống với bánh xèo nhưng có dạng hình tròn nhỏ nhắn và phần bột được đổ dày hơn. Ngoài ra, tùy theo từng địa phương, bánh khọt sẽ có những phần nhân khác nhau. Tại nông trại Nam Trạng lần này, nhân bánh khọt chính là phần nước cốt dừa béo ngậy và hơi xanh xánh, đậm chất Nam Bộ luôn. Khọt ăn kèm với nước mắm và một số loại rau được hái ngay trong nông trại. Đang đói mà được thưởng thức ngay một chiếc bánh do chính tay mình làm, quả là không gì tuyệt vời bằng. Quý vị khán giả và các em thân mến, khép lại chuyến trải nghiệm thú vị tại nông trại vui vẻ Nam Trạng lần này, các em thiếu nhi đã được tặng mang về những phần quà để khoe cùng với ba mẹ của mình. Đó chính là những chiếc bánh ít do các em tự gói và nấu chín. Tin chắc là ba mẹ của các em sẽ cảm thấy thật vui và đây cũng sẽ là những chiếc bánh ngon nhất mà ba mẹ của các em từng được thưởng thức đó. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nông trại vui vẻ tuần này cũng đã hết. Rất cảm ơn sự chú ý, quan tâm theo dõi của quý vị và các em thiếu nhi. Quý vị và các em cũng có thể theo dõi lại chương trình này tại địa chỉ website ttv11.vn, trang YouTube và fanpage truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!